Trước yêu cầu cấp bách, dồn sức, phấn đấu đúng tiến độ đã cam kết trước Chính phủ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hoàn thành dự án 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Phố Nối vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hàng trăm cán bộ, công nhân viên thuộc đội xung kích, lực lượng tinh nhuệ của các tổng công ty điện lực đã và đang chuẩn bị lên đường tham gia dự án. Trong đó, có 28 đội xung kích của Tổng công ty điện lực miền Bắc EVN-NPC. Chung sức với EVN, 28 đội xung kích đến từ 27 công ty điện lực, công ty và dịch vụ điện lực miền Bắc đã tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500 kV mạch 3. Thành viên các đội xung kích đều là những cán bộ nhân viên đủ năng lực, tự nguyện, sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, làm việc theo tinh thần 3K4 kíp để góp công sức nhỏ bé, triển khai tốt nhiệm vụ trong giai đoạn nước rút căng thẳng nhất của công trình năng lượng trọng điểm của đất nước. EVN-NPC xác định các đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối là nhiệm vụ quan trọng và phải thực hiện trong thời gian gấp. Chính vì vậy, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện vật chất và tinh thần, trang bị bảo hộ, vật tư thiết bị từ đơn vị trong toàn tổng công ty.